ngồi bên nhau tâm chung trà đoàn tô. Tôi nghe hương thơm từ bồng lan quyền về, ngóng giang độc bình mang hồn nước đồng nai, như thấy hương quê cùng về đây hôm mặt. Có phải nhịp cầu Nam Bắc đã nói qua tim từ thoa vua, sợi tơ vàng nhà xa mưa nắng chẳng hề phai. Giờ đây ta đã gặp nhau.
giờ đây non sông đã giặt bóng quân thù. Tôi mơ về mong thoáng trời quê anh. Không mở tâm
mình ơi, sống chứ vậy mình. Rồi rồi rồi. Ui chà, việc đẹp dữ rồi nha. Mình à, bữa nay mình đi tiệc xong rồi mình về, đừng có đi đàn ca đâu nha mình. Cái bà này chưa ra khỏi nhà đã rào trước rào sau vậy rồi hả? Tôi nói thiệt đó, mỗi lần mình đi đờn ca tài tử là mình đi cả đêm à. Mà tôi không biết đờn ca tài tử có cái gì hấp dẫn mà ai cũng mê, gì mà mê dữ vậy không biết nữa à. Mình ơi, phải chi mình cũng mê văn nghệ, thì đối với mình chung một niềm vui. Đi đó đi đây, có vợ có chồng, được không mình? Thôi đi mình ơi, mê cái nỗi gì mà đêm nào ông cũng đi, cứ bắt người ta trong đèn ngồi đợi, đi tới nơi đêm ông mới về. Ở thì cái máu đừng ca, phải chơi đúng bài đúng bạn mới hay, nhạc ngũ cung quá ra nhiều âm điệu. Anh em tài tử mỗi lần gặp nhau thường dần kết giao tâm tình. Ông ơi, tôi nói mấy điều ông nghe thử coi làm sao. Bài bạc đơn ca sao mà nó dài đặc trưng à? Có những bài tới năm bài chục câu mà kể ra lớn nhỏ cả trăm bài, nhiều bài lại chẳng nói thiệt đấy, tôi nghe riết rồi tôi muốn thuộc à. Bài dài, bài cũ mà ông cứ khen hoài. Ơi mình chưa tha hồn theo cung điệu, nên chưa thâm thiê tiếng đàn lời ca. Bài cũ mà hay thì nó luôn tồn tại, bài mới mà dở thì ai học làm chi. Âm nhạc của mình sâu sắc lại thanh tao, càng nghe càng thâm vào tâm. Hãy lắng tâm tư theo từng điều từng câu, mới hiểu nghệ thuật của cha ông. Đó. Ông ơi, nhạc cổ truyền ngày càng ít người mê, bởi số đông chạy theo thời đại. Cuộc sống bây giờ có quá nhiều đổi thay, thì sao bắt ta còn có giá trị gì so với âm nhạc thời gian. Đây nè, ngay cả mấy đứa nhỏ vừa biết nói biết đi, người ta đã dạy nó vừa ca vừa dựng theo những điệu nhạc của tàu của Tây. Trẻ mà càng bắt chước, người lớn lại càng mừng, chờ đó là văn minh. Còn nữa, nếu ông đi vô mấy ngôi trường học thì chẳng thấy ai dạy nhạc cổ truyền. Đó, vậy thì bảo tồn mà làm chi? Một thứ nghệ thuật sẽ đi vào lạc quên. Thôi thôi mình ơi, mình đừng nên nói vậy, hãy nhìn thực tế mà phân rõ thiệt hơn. Cái hay của nhân loại thì ta phải học để phát triển văn hóa nước nhà. Nên nhớ là đã có những người ngoại quốc sang đây để nghiên cứu và học nhạc của ta, rồi họ cũng thành tiến sĩ giáo sư. Từ những công trình âm nhạc của Việt Nam như vậy, tại sao mình không hành gì? Âm nhạc của mình có giá trị rất cao, mặc ai chạy đua theo mốt thời thương, mình vẫn giữ lý tưởng điều. Đã có kho tàng âm nhạc của cha ông, học cả đời vẫn chưa xong. Phải rồi, học cho nhiều mà đợi cả nghe không hay, chỉ bằng ta điêu luyện chừng năm ba bài. Mình đừng nói vậy mà mất lòng đúng trăm. Thiên tư nghệ thuật mọi người khác nhau, mình ơi đừng nên luận phân tài nghệ.
mà hãy động viên hết thảy mọi người. Mình ơi, tôi nói vậy thôi chứ tôi đã hiểu ra, từ nay tôi sẽ tích cực tham gia, nhưng mà bài bản gì thì chỉ cho tôi nha. Khi gặp chuyện tôi sẽ trổ bài cho mình coi. Có như vậy mình mới là một cặp đơn ca tài tử gắn bó trọn đời. Rất tu tài anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy mì sẵn còn bao giờ ta lấy mỹ rồi người ta sanh con mỹ để người ta bồng, còn con bây giờ con đang ở đâu, con còn sống hay là đã không, con phải sống để gặp cha, con phải sống để gặp cha. Ê, cái thằng que, mày đi đâu vậy mày? Hả? Cái chỗ của mày là cái làng Phế Binh Thủ Đức kia kìa. Mày tới đây làm cái gì? Đi chỗ khác cho mày. Nói ai quẹ mày? Hả? Ai quẹ mày? Ê! Quẹ hả mày? Chuyện gì đó mày? Dạ thưa đi quý, có thằng Thượng Quý Binh tới đây nói bậy đó bà. Tôi đuổi hoài nó không chịu đi thưa đi quý. Để đó tôi. Dạ. Nè, anh kia, ở đâu tới đây mà la lối ôm sòm vậy? Đi chỗ khác. Đi thì đi, ngồi có chút xíu cũng không yên nữa. Tụi bay ngon lắm mà. Kìa, anh Hùng, có phải anh Trần Hùng không? Hùng nào? Thằng Hùng nó chết mẹ nó ở chiến trường rồi, còn Hùng nào nữa mà gọi? Đúng rồi, đúng là anh Trần Hùng rồi. Anh Hùng, chú mày là thằng nào vậy? Em là Bình, thằng Bình Bến Tre nè anh. Bình, anh Hùng. Bình, anh Hùng. Trời ơi, mừng quá Bình ơi. Mày về Sài Gòn khi nào vậy? Dạ, em về Sài Gòn được mấy tháng rồi anh. Anh vô đây, anh vô đây, anh ngồi xuống đây. Trời ơi, mừng chị, quá Bình. Chị, quá nè. Dạ. Cho anh ly nước. Dạ. Anh ngồi đây đi anh. Gặp lại anh, em mừng quá. Em không ngờ là anh vẫn còn sống. Mà tại sao anh lại ra nông nổi như thế này? Ôi, chuyện đời nó dài lắm Bình ơi, kể làm sao mà cho hết được. Dạ, em mời anh uống nước. Anh Hùng à, đây là Quanh, Út Quanh, em gái Út của em đó anh Hùng. Quanh à, đây là anh Hùng, anh Trần Hùng, chồng của chị Hương đó em. Út Quanh, anh Hùng. Út Quanh, anh Hùng. Anh Hùng ơi, em qua mắt lệ dòng rơi, nhìn ông ta giống dáng anh Hùng. Anh mặc xa tông tàn phế đi thương. Chị ơi, Quanh. Vô đây anh ngồi xuống đây, anh kể em nghe
cho em. Cảm ơn mày, tao uống cái này nó quen rồi. Anh Hùng à, anh kể cho em nghe, anh còn sống nhưng tại sao người ta lại báo tử anh? Tao bị thương ở chiến trường Tây Ninh, tiểu đoàn của tao bị đánh tan tác, mấy cái thằng sĩ quan cố vấn Mỹ thì được mấy chiếc HU nó chở về Sài Gòn, còn mấy thằng lính như bọn tao, thằng nào bị thương nhẹ thì leo lên được máy bay, thằng nào bị thương nặng bò lết thì bị nó đạp trở lại. Tao nè, tao cũng bị nó đạp trở lại. Tao tưởng là nó sẽ cho trực thăng tới chở tụi tao về nhà thương, nhưng không ngờ mẹ nó cho pháo dập chết hết. Mấy cái thằng lính bị thương, bị pháo nó dập, sạc nó văng tứ tung. Cũng may là tao còn sống sót, tao mới ráng bò ra khỏi chỗ đó, thì tao gặp những người phía bên kia. Bình à, lúc đầu á, tao tưởng là họ sẽ giết tao đó, nhưng không ngờ họ băng bó vết thương rồi lại thả cho tao đi. Tao lại tiếp tục bò qua cánh rừng bên kia, thì tao gặp một thằng bạn, nó cũng chạy nạn như tao vậy đó. Hai đứa dìu nhau về tới Bình Dương, nó đưa tôi vô nhà thương nằm điều trị mấy tháng trời, bây giờ mới khỏi đó. Anh Bình, anh nghe chưa anh Bình? Pháo dập à? Mày không tính nặng, nó cho pháo dập để khỏi phải nuôi dưỡng những thằng thương phía binh báo công ăn hại, để phi tan đi thất bại nhục nhã ở Tây Ninh. Chuyện nó dễ hiểu quá mà Bình, tụi nó là cái quân khốn nạn. Vô lý, không có lý nào lại cho pháo dập như vậy được. Vô lý. Mày đi lính lâu rồi, chắc mày cũng biết ha. Đây, mày nhìn đi, ở trên ngực của tao, những vết thương này là do đạn hay là do mảnh bom? Sau lưng của tao nè, còn mấy miếng nữa nè. Nè, cái gì đó chứ? Anh Bình, anh thấy chưa anh Bình? Anh thấy chưa? Nếu như vậy, chỉ có thể là pháo lầm. Pháo lầm? Một sự lầm lẫn của tính toán đó Bình. Mày được du học từ bên Mỹ về Việt Nam ngồi tại cái Sài Gòn này, cho nên mày không tính là cũng phải. Nhưng rồi đây, mày sẽ phải thấy, rồi mày phải tin, và cũng tới lượt mày đó Bình à. Anh Hùng, anh về Sài Gòn hồi nào? Và hiện giờ anh đang ở đâu vậy anh? Anh về Sài Gòn tìm lại mái ấm gia đình xưa. Thì hỡi ơi, mai lê quá trò thang xóm nhỏ quại ô tan quang vì quá quang. Vợ con còn đâu nữa, về phương trời nào sống chết biết ra sao, nên tao mới lệ tâm thần què đi khắp nơi hội thành ngoại ô, tìm cho ra vợ con không còn. Trời ơi, mãi hôm qua tao mới gặp, tao thấy có ràng vợ tao anh Hùng.
lầm phải ai, chứ chị Hương nào đâu nỡ già. Không nhìn anh dù cho cảnh ngộ có đổi thay, nếu phải chị đi chăng thì chị cũng không ngờ nổi là anh. Vì chúng tôi đều tin là anh đã tử trần. Phải, tao chết thiệt đi để khỏi tuổi tiếp sống thường. Họ tên đã cay cừ mà sát thân tao vẫn còn liêu bêu. Mình à, Hương, Hương đây rồi, con mẹ Mỹ đây. Cuộc đời mà phản bội khốn nạn, tao giết mày Hương ơi. Anh Hùng, anh ơi, hãy đỡ con phận đồ để chờ chị Hương phong tỏa bút vàng. Nỗi lòng còn vẫn dương đáng thương. Thế thời nhiều nhớ dấu bể khôn lường, anh nên xếp lại cảnh tình bi thương của chị Hương. Mình hãy nghe em nói xong rồi mình hãy ra tay bấm dầm em cho thà. Đành rằng em có lỗi với mình, nhưng xin mình hãy nghĩ lại mà thương em. Thương em, thương mà được sao? Mình ơi, ngài được đến mình bao từ em đến bồng con thương về xưa, nhưng quê mẹ là vùng Giải Phóng, còn anh thì mang danh lính Ngụy Phan chồng đã mất, đứa con cũng chết, đời một quá phụ cô đơn như hoa rơi lá rụng giữa trời. Nỗi khổ đau nghiêng cứ dồn dập tới bờ, em như kẻ vẫn nhớ tìm nguyệt lạnh sông bàng hoàng chơi kiếp sông. Nhưng em vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục giặt giũ dọn phòng cho mẹ. Nỗi tủi nhục của cô gái bồi phòng ai cũng biết. Em không cần nói rõ vì đâu em trở thành mẹ mình.
gặp người quen. Thôi thì anh lại coi như em đã chết, cũng như anh đã chết. Em xin tha tôi cùng anh rồi chính biệt xa liền. Ai, ai ngờ xảy ra nông nổi như chị Hương nữa. Vì dù sao bây giờ chị Hương cũng là vợ, vợ của ngài Trung tá Cố Vân Hoa Kỳ. Sao? Vợ của Trung tá Cố Vân Hoa Kỳ à? Nếu như vậy tao cần phải giết. Tao cần. Một trái lựu đạn là sao?